Người trẻ đua nhau độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm mà quên một sự thật phũ phàng, lời nói dối có thể làm lạc lối một cuộc đời. Việc trở nên hoàn toàn độc lập về tài chính sẽ không khiến ta hạnh phúc. Tệ hơn, nó có thể khiến ta mất phương hướng và phải cố gắng tìm lại mục đích sống. Phong trào FIRE, Financial Independent, di tay Early, độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm hướng đến việc trở nên độc lập tài chính trong công việc để có thể nghỉ hưu sớm. Mọi người phát cuồng vì nó, nhưng có những sự thật phũ phàng mà không ai muốn đối diện phong trào này không những có thể khiến cuộc sống trở nên tồi tệ hơn mà còn che đậy sự thật về những gì thực sự sẽ giúp mọi người tìm thấy sự an toàn và hạnh phúc tài chính độc lập tài chính có vấn đề sự độc lập về tài chính như chúng ta thường nghĩ về nó là công thức dẫn đến khốn khổ ta luôn lãng mạn hóa ý tưởng này cho rằng kiếm được nhiều tiền và sống mà không cần làm việc sẽ tự nhiên giải quyết được tất cả các vấn đề thực tế là không cho dù có nhiều tiền đúng là có thể giúp khắc phục một số vấn đề nhưng không phải tất cả nếu nghĩ rằng cuộc sống sẽ thật tuyệt khi mà ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, bất cứ khi nào mình muốn thì hãy nghĩ lại. Việc thiếu thách thức hoặc động lực cho bất cứ điều gì cũng sẽ làm mất đi ý nghĩa của những điều đó. Việc quá tập trung vào chủ nghĩa vật chất cũng sẽ cấp đi của mọi người một điều thực sự mang lại niềm vui trong cuộc sống, đó là các mối quan hệ. Vì vậy, mặc dù phải luôn cố gắng kiếm nhiều tiền hơn và ta cũng không phải là xấu khi muốn được trả đúng giá trị của mình, nhưng việc trở nên hoàn toàn độc lập về tài chính sẽ không khiến ta hạnh phúc tại sao nghỉ hưu sớm là một ý tưởng không hề tốt đẹp các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong nhiều trường hợp tỷ lệ mắc bệnh và trầm cảm ở người trưởng thành đã tăng lên sau khi nghỉ hưu tất nhiên không phải ai cũng sẽ trở nên chán nản và ốm yếu nếu nghỉ hưu mà chỉ là điều này có khả năng cao xảy ra sau khi người ta không còn tham gia lao động điều này cũng không có nghĩa là ta phải tiếp tục làm công việc mà mình ghét ta khổ sở trong công việc không có nghĩa là bản thân công việc khiến ta không hạnh phúc rất có thể đó loại công việc không phù hợp với tài năng và kỹ năng của bản thân nhiều năm trước từng có câu chuyện về một người đạt được ngưỡng thời gian làm việc chỉ 4 giờ một tuần như mơ ước. Nghe có vẻ tuyệt vời khi chỉ làm việc 4 giờ một tuần, nhưng người đàn ông này thực ra lại rất khốn khổ. Anh ta sau đó phải bỏ công việc đang làm để có thể tìm lại mục đích sống. Ta không được sinh ra để rồi ngồi không cả ngày, hoặc là có thể làm bất cứ điều gì ta muốn. Đó không phải là cách bộ não hoạt động. Thực tế là mọi người đều cần có những thử thách trong công việc và cuộc sống. Không phải là nhiều đến mức ta không xử lý được, nhưng phải đủ để ta có thể phát triển. Những việc cần làm, điều ta nên thực sự tìm kiếm và điều thực sự sẽ khiến ta hạnh phúc là tìm được một công việc có ý nghĩa và gắn bó với nó cho đến cuối đời. Có những người đang trong độ tuổi 80, 90 nhưng vẫn đang làm việc và vẫn hạnh phúc tận hưởng cuộc sống. Giờ đây, việc tìm được công việc yêu thích đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhờ sự giúp đỡ của internet, ta có thể tìm kiếm hàng ngàn cơ hội việc làm mỗi ngày ngoài ra thay vì cố gắng trở nên độc lập tài chính hãy cố gắng tăng thu nhập lên đến mức cho phép hầu hết mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhưng tất nhiên điều đó sẽ không loại bỏ được tất cả những thách thức trong cuộc sống và thay vì nghỉ hưu hãy tìm kiếm công việc có ý nghĩa trong suốt cuộc đời hãy học nhiều kỹ năng khác nhau và thử sức với những nghề nghiệp mới bằng cách làm thêm công việc phụ khi đến thời hạn nghỉ hưu theo quy định hãy tự tạo công việc kinh doanh của riêng mình hoặc dạy mọi người cách làm điều gì đó yêu thích hoặc hơn nữa hãy sử dụng tiền tiết kiệm hưu trí để chi trả cho chi phí sinh hoạt và kiếm một công việc mà bản thân yêu thích nhưng chưa bao giờ làm dù cho lương có thấp độc lập tài chính nghỉ hưu sớm sẽ không giải quyết được các vấn đề hoặc khiến ta hạnh phúc niềm vui thực sự đến từ việc tìm được công việc mà ta hứng thú và sẵn sàng gắn bó lâu dài